cơ hội tiếp theo để đấu battle với nhau. Và chị sẽ trao chiếc khăn cuối cùng này. Cố lên! Theo thói quen của Phantom thì trước giờ khi mà trước một trận đấu nào đó hay là trước những giải nào đó, trong lúc Phantom đấu, Phantom luôn cần phải có một điểm để mình nhìn, đó là Ruby. Lúc nào cũng vậy, Phantom nhìn vào một điểm để mà biết mình cố gắng, mình phải làm gì để mình qua được đoạn này. Dành chiếc khăn là... Và khi mà cái màn audition đấy diễn ra thì đã là 5-6 giờ sáng rồi, các bạn đã phải chờ cả một ngày. Mình có thể nhìn thấy được rằng là ai cứng đầu và một cái tinh thần tốt để có thể đấu với nhau vào lúc 6 giờ sáng thì chứng tỏ bạn đó về sau khi mà đi sâu vào trong á, sẽ làm nên rất là nhiều điều tuyệt vời. Mini Phantom! Mình không được khăn á, mình ngồi mình cũng buồn mà chưa dám đi qua mét. Anh chị giành được khăn, mình cảm thấy như là có một cái sự an ủi và mình rất là hy vọng là anh có thể thay mình chiến đấu phần đường còn lại. Ba, em muốn theo anh. Khu phố OK chỉ còn đúng 2 khăn. Thì 2 khăn này sẽ dành cho những người xứng đáng nhất. Trần Mỹ Anh, 5160. Cuộc đời cay là một đường thẳng tắp. Chỉ vì em nên anh ngã vào À, Mỹ Anh à, mình có thể freestyle được. DJ. All I gotta do is put my mind to this shit. Turn, 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 turn,
Xin mời bạn ra bên đi. Dạ, đứng đợi mình nhé. Kay muốn gọi lại một bạn. Chúng ta đã thấy nhảy từ đầu rồi. Mình mời bạn 1196 trở lại sân khấu ngày hôm nay. Và Kay nghĩ là mình nên có một trận battle giữa hai cô gái này được nhỉ? Wow, mình vẫn còn cơ hội nữa hả? Lần này là chắc chắn phải cố gắng hết mình để được cái khăn đó. Yeah, tới công chuyện em ơi. Street dance, cái yếu tố phân của locking nó thể hiện ra rất là mạnh và nó thể hiện được cái tinh thần của người đi lock. Phần trình diễn của bạn locking đầu tiên thì Kay cảm thấy là chưa chạm vào trái tim của Kay lắm, và Kay cần nhiều hơn thế để mang đến một tuyển thủ xứng đáng cho chương trình. Và các bạn biết đấy, là hiện tại khăn của Kay rất là ít. Trong đây ai có thể freestyle được bài này của bạn Hà Văn Kiệt? Năm 038. Yeah. Em là Phú Hoa Cầu ạ. Biệt danh là Mr. Nashor from Binashor Beetle Crew. Yeah. Phú Hoa Cầu luôn vui tươi. Mai nghĩ rằng bạn này có cái footwork là đỉnh nhất Việt Nam bây giờ, là tất cả những cái động tác về chân ấy. Thế mà năng lượng cực kỳ tốt. Mình cũng xác định tư tưởng là có thể nếu mà có ai đấy mà nhảy không hay ấy, mà mình không phục vậy là mình cũng giơ tay lên mình cô nào luôn. Cái sự tự tin của bạn khi bạn bước lên đó, nó thể hiện tất cả ở cái vòng quanh nào luôn. Nhạc là của bạn kia, nhưng thậm chí bạn đã làm
bài nhạc đó nó giống như là bài của Hoa Cầu đã chuẩn bị luôn. Vũ Hoa Cầu bước lên sàn đấu thì bạn ấy đã wow, rất là bùng nổ, nhưng Kay vẫn để bạn đó đợi, bởi vì Kay vẫn muốn khu phố của Kay tìm ra những tuyển thủ locking tốt hơn và tuyệt vời hơn. Ok, cảm ơn ba bạn rất là nhiều. Cuối cùng thì Kay đã biết nên chào theo trại. Rõ ràng tại bạn làm rất tốt tất cả mọi thứ từ đầu đến cuối cho đến lúc kết luôn, bạn vẫn rất là chỉnh chu. Yeah, mình đã được anh Cây Trần tích vào top 100. Cây không ngại trao khăn, Cây chỉ cần lý do. Hey, đây chính là nhảy đường số.